Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì đặc ân Chúa ban cho chúng con. Chúa kể chúng con là bạn hữu của Ngài, không kể chúng con là đầy tớ nữa, vì Chúa bày tỏ cho chúng con những công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa cho chúng con, để qua cuộc đời của chúng con, qua sự ban phước của Chúa, mà chúng con có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng và chúng con mang lại nhiều kết quả cho đời sống cá nhân của mình và cho công việc của vương quốc của Chúa. Tạ Ngài để chúng con hết lòng cảm tạ và dâng cho Chúa những lời ngợi khen này. Xin Chúa Ngài nhận và ban phước trên thời giờ còn lại của chúng con trong buổi tối hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Ngài ban cho chúng ta. Thật cảm ơn Chúa và chúng ta sẽ tiếp tục với những lời cảm tạ. Anh chị em hãy đánh ở dưới những dòng bình luận để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa cho những việc Chúa làm cho đời sống của chúng ta. Chúng ta trải nghiệm Chúa, để chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ cũng như khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Cảm ơn Chúa. Một số các anh chị em hỏi và hoan nghênh chúng tôi trở về. Cảm ơn Chúa, chúng tôi đã về đến nơi được một sự bình an. Và tối hôm nay kể ơn Chúa để cùng học hỏi lời Chúa với anh em sau một tuần lễ hơn chúng tôi có dịp vào nước Việt Nam để dự vào trong kỳ hội đồng cầu nguyện của các nước Đông Nam Á. Chúa Ngài cho phép để các anh em của chúng ta từ các nước đã về quê hương của chúng ta để có thể cùng cầu nguyện để xin Chúa Ngài ban phước cho Việt Nam và khiến Việt Nam sẽ làm nguồn phước cho mọi người, cho các nước lân cận. Chúng tôi tin rằng Chúa Ngài đã sai phái những người này, các đầy tớ của Chúa từ các nơi về để hiệp tác với chúng ta trong sự cầu nguyện. Tôi tin rằng Chúa nghe lời cầu nguyện của đôi người hiệp lại, cầu xin bất cứ điều chi Cha ban cho. Và tạ ơn Chúa, trong những ngày đó chúng ta có hơn 800 người đã về tham dự để cầu nguyện. Tôi tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta thẳng đến ngôi ân phước của Chúa và Chúa Ngài sẽ ban phước trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn để khi chúng ta thấy phước của Chúa Ngài tuôn đổ, sự thăm viếng của Chúa đến ở trên đất nước của chúng ta, sự phục hưng bắt đầu, thì Chúa Ngài cho hết thảy chúng ta là những người sẽ được Chúa Ngài sử dụng chúng ta một cách sẵn sàng để chúng ta được đưa vào ở trong sự sử dụng và kết quả cho vương quốc của Chúa. Tôi xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ cứ trải nghiệm Chúa càng hơn và chúng ta sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục loạt bài Cơ Đốc Nhân Đắc Thắng. Tôi tin rằng anh chị em đã nắm bắt được những lẽ thật mà chúng ta phải dựa vào để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng. Và hôm nay chúng ta sẽ xem một điều nữa. Chúng ta phải tự nương và tự nương thật nhiều một cách trọn vẹn. Đó là công việc của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa và chúng ta có thể san sẻ những phước hạnh mà Đức Thánh Linh trang bị đem đến cho chúng ta để chúng ta được kết quả trong Chúa. Đức Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta là những người con Chúa, những Cơ Đốc Nhân, những cái sự trang bị của Ngài và sự ban cho của Ngài để chúng ta có thể thật sự bước đi ở trong sự đắc thắng. Ngài quan tâm đến sự thành công trọn vẹn của chúng ta, của hội thánh của Chúa, cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta phải đón nhận, chúng ta phải kinh nghiệm điều hết sức quan trọng trước khi chúng ta có thể dự phần vào ở trong các mục vụ. Dĩ nhiên là hôm nay chúng ta không còn chờ như các môn đồ đầu tiên, vì Đức Thánh Linh đã được Cha sai phái đến và công việc của Ngài đã đổ ra trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên. Để chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa đã được thành lập. Ngày hôm nay chúng ta kinh nghiệm sự phục hưng của Tân Ước, đó là khi chúng ta đón nhận sự sống của Chúa, quả Thánh Linh của Chúa tràn đầy trong đời sống của chúng ta. Và bởi sự đến của Ngài, trang bị cho chúng ta những điều cần thiết để chúng ta có thể sống đời sống mạnh mẽ, đắc thắng cho Chúa ở trong ơn của Ngài. Dĩ nhiên chúng ta được tái sanh thì chúng ta đã được Đức Thánh Linh Ngài ngự ở trong chúng ta. Và Đức Thánh Linh Ngài bằng lòng đi với chúng ta để dạy dỗ, dẫn dắt chúng ta và nhắc nhở chúng ta mọi điều mà Chúa Giêsu Ngài đã phán dạy. Ở đây là một lời hứa hết sức là quan trọng về công tác của Đức Thánh Linh trong việc đem lời của Chúa, đem sự mặc khải của Ngài đến ở trên đời sống của chúng ta. Và Ngài cũng làm sáng danh Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến ở trên chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta còn cần thêm một điều nữa, đó là sự giáng trên của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta.
Hầu cho chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa đầy dẫy để chúng ta tiếp tục công tác mà Chúa Giêsu Ngài đã bắt đầu, và Ngài nói với chúng ta, Hội Thánh của Chúa, rằng Hội Thánh sẽ tiếp tục công việc của Chúa ở trên đất này khi chúng ta kinh nghiệm được sự giáng đổ của Đức Thánh Linh ở trên chúng ta. Hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa để tiếp nối công việc của Chúa ở trên đất này. Điều thứ nhất mà chúng ta được nhắc nhở ở trong buổi tối hôm nay, anh chị em yêu dấu của tôi, nếu muốn bước đi trong sự đắc thắng, chúng ta phải kinh nghiệm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh đủ quan trọng đối với các tín hữu đầu tiên, cho nên chúng ta thấy rằng đến nỗi Đức Chúa Giêsu Ngài truyền cho họ hãy chờ đợi trong thành Jerusalem, đừng ra khỏi, nhưng hãy chờ đợi cho đến khi họ nhận được điều Cha hứa, như Công vụ chương 1 câu số 4, trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều mà các con đã nghe ta nói. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài dặn bảo như vậy. Và câu số 8, chúng ta thấy tiếp, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm nhân chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sam-ri cho đến cùng trái đất. Nếu chúng ta chẳng những muốn làm nhân chứng cho Chúa, mà nhân chứng đầy quyền năng, thì đây là điều không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải kinh nghiệm Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta ở trong ơn của Ngài. Thứ hai, chúng ta thấy phép báp têm bằng Đức Thánh Linh được gọi là điều Cha hứa. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu Ngài nhắc đến điều này, mà tiên tri Joel đã nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa và đã tiên tri ra. Đó là trong những ngày cứu rốt, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loại xác thịt. Cảm ơn Chúa vì có điều được gọi là điều Cha hứa mà Chúa Giêsu đã nhắc lại trong câu 4 mà chúng ta vừa mới nghe. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều mà các con đã nghe ta nói. Chúng ta nhớ đến khung cảnh này để chúng ta thấy tầm quan trọng. Đó là các môn đồ đã được Đức Chúa Giêsu dành thời gian dạy dỗ họ một cách riêng tư, những việc Chúa làm ở giữa công chúng. Khi họ có thắc mắc thì khi ở riêng, Chúa Ngài giải thích, Ngài giúp đỡ cho họ. Họ là những người đã kinh nghiệm và chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu Ngài đã làm, sự chữa lành, những phép lạ lớn lao mà Chúa Giêsu Ngài đã làm, khiến họ đã kinh nghiệm Chúa về những công việc mà Chúa Giêsu làm. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại đây, đó là Chúa Giêsu Ngài nhắc nhở họ và căn dặn trước khi họ đi ra, khi Chúa Ngài về trời, trước khi các môn đồ của Chúa đi ra để tiếp nối công việc của Chúa, thì điều rất là cần thiết, kinh nghiệm không đủ, những gì họ nhận được sự dạy dỗ của Chúa chưa đủ. Nhưng mà tất cả những điều đó cần phải được làm cho mạnh mẽ, sống động khi họ kinh nghiệm Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên họ. Nên Chúa Ngài căn dặn, chúng ta có thể diễn ý tại đây, đó là trước khi các con muốn giữ phần vào công việc, trước khi các con vâng theo đại mạng lệnh, đó là rời Jerusalem, đi để làm nhân chứng cho ta, thì các con phải đảm bảo rằng mình đã được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đây là điều hết sức là quan trọng. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được sự đắc thắng, đời sống hầu việc Chúa chúng ta có kết quả, thì kinh nghiệm báp têm Đức Thánh Linh là điều không thể thiếu. Và chúng ta phải đảm bảo mình nhận được trước khi mình ra đi. Báp têm Đức Thánh Linh cũng là sự ban cho quyền năng để thực hiện các mệnh lệnh của Đấng Christ. Thì chúng ta thấy ở trong Công vụ chương 24 câu 49, về phần các con hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Và Công vụ chương 1 câu số 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Đê, xứ Samri cho đến cùng trái đất. Cảm ơn Chúa vì quyền năng được trang bị khi chúng ta kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa trong chuyến về để dự với đại hội cầu nguyện của Đông Nam Á. Vì nhiều anh chị em biết chúng tôi, cho nên khi chúng tôi bước ra ngoài để uống nước, thì có một cái công việc rất là lạ xảy ra và khiến cho chúng tôi cũng phải bối rối và phải nhờ các anh em đi vào để xin phép những người có trách nhiệm ban tổ chức. Đó là nhiều người khi thấy chúng tôi bước ra thì họ cũng đi theo, và trong nháy mắt chúng tôi thấy một hàng người rất là đông đảo đứng chờ để chúng tôi có thể cậy ơn Chúa và phục vụ họ. Và cảm ơn Chúa, Chúa làm những việc rất là lạ lùng. Ngay ở giữa khung cảnh đó, thì ở tại lối đi, chúng tôi có cơ hội để đặt tay, để chúng tôi có thể chữa lành cho nhiều người. Khi chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và chúng tôi công bố xua đuổi bệnh tật,
và xin Chúa Ngài cho để phúc lợi của nhiều sự giải quyết của Chúa được áp dụng ở trên anh chị em chúng ta. Thì từ già đến trẻ, nhiều sự phước hạnh được diễn ra, người ta được chữa lành, người ta kinh nghiệm được sự rờ chạm đến của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và sau kỳ đại hội cầu nguyện, thì chúng tôi có cơ hội để thăm viếng một vài nơi, thì việc cũng xảy ra tương tự như vậy. Và cảm ơn Chúa, có một phép lạ rất lạ xảy ra. Đó là có một anh em vì bị ung thư cổ, ung thư thanh quản và thực quản. Thì một cái sự khó khăn xảy ra khi phải xạ trị. Thì nó bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh của thính giác. Người em này phải mang hai cái ống nghe rất to thì mới có thể nghe được, nhưng mà cũng rất là nhỏ. Tạ ơn Chúa, khi chúng tôi chuẩn bị để phục vụ người anh em này, thì anh tháo hai cái ống nghe ra. Và khi chúng tôi nhân danh Chúa và công bố quyền năng của Chúa tác động và phúc lợi của những giọt huyết của Chúa ảnh hưởng ở trên bệnh tật này, và khi chúng tôi công bố phép lạ của sự tái dựng xảy ra, thì lạ lùng là tai của anh được phục hồi. Anh có thể nghe được, của chúng tôi lùi lại nhiều bước để chúng tôi hỏi, và tôi bảo anh lặp lại những gì anh nghe miệng tôi nói. Thì cảm ơn Chúa, anh thuật lại, anh lặp lại, và rất là đông người lúc bấy giờ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, chứng kiến được quyền năng của Chúa ngay trước mắt của mình. Sau đó thì các em kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa bởi vì một cái lời chứng và những điều mà người anh em này thuật lại tình trạng của mình, tại sao mình rơi vào trong việc này. Và cảm ơn Chúa, Chúa ngày ban phước cho và trong ơn của Chúa. Chúng tôi có cơ hội để đặt tay cầu nguyện cho mẹ của một sư Nam Quốc Trung. Bà bị hai đầu gối rất là khó khăn trong việc đi đứng và chống gậy. Một bên đã giải phẫu, đã mổ, nhưng mà vẫn rất là đau nhức. Cho nên bà quyết định là sẽ không mổ cái gối ở bên phía bên tay trái. Nhưng mà tin cậy Chúa ở trong sự chữa lành của Ngài. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng tôi có dịp thăm viếng và chúng tôi đặt tay trên bà. Tạ ơn Chúa, bà được chữa lành ngay tức khắc. Và ngày hôm sau thì anh em thuật lại cho chúng tôi rằng bà đã bỏ cái gậy và tiến lên bục giảng để làm chứng về sự chữa lành của mình. Thật là lạ lùng vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, đúng sự trang bị của Chúa. Khi chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta được mặc lấy quyền phép và chúng ta làm nhân chứng và cách hiệu quả cho Chúa là như vậy. Ngợi khen Chúa. Phép báp têm Đức Thánh Linh cũng là một kinh nghiệm rõ ràng mà chúng ta có thể biết mình đã nhận được hay chưa. Chúng ta còn nhớ trong công vụ chương 19 câu số 2, sứ đồ Phaolô khi đến ở tại thành Epheso thì ông đã hỏi họ: từ khi tin anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Họ trả lời: chúng tôi cũng chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào. Chúng ta thấy từ đây vì sự thiếu hiểu biết và không được giúp đỡ, cho nên những người này đã là môn đồ, họ tin qua lời giới thiệu của dân Baptist, nhưng mà họ chỉ mới nhận được sự cứu rỗi. Còn việc nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh thì họ chưa kinh nghiệm được. Chúa Phaolô đã giúp đỡ để điều chỉnh đức tin của họ và giúp đỡ cho họ. Và sau khi họ đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi, được báp têm nước, thì sứ đồ Phaolô đã giúp đỡ cho họ. Khi đặt tay lên thì ai nấy cũng được đầy dạy Đức Thánh Linh và kinh nghiệm báp têm Đức Thánh Linh ở trong ngày hôm đó. Cái kết quả đó là cả vùng Tiểu Á, đạo của Chúa đã dầm thấm. Bởi vì qua cuộc đời của những con người này, sứ đồ Phaolô huấn luyện trang bị cho họ càng hơn. Sau đó chúng ta thấy họ cùng với hội thánh của Chúa là những người xuất thân từ trường Terranu, họ đã đem tin lành của Chúa đi khắp chốn và kết quả một cách lan rộng ở trong ơn của Chúa. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh diễn ra vào một thời điểm nhất định. Và đây là điều mà chúng ta cần nhớ để chúng ta thấy rằng đây không phải là một sự may mắn, đây cũng không phải là do chúng ta tha thiết cầu nguyện tìm kiếm thì chúng ta may mắn nhận được, nhưng mà có một cái sự xác nhận từ nơi Chúa ở trong công vụ chương 1 câu số 5: vì dân đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Dân thì khi ông làm báp têm thì ông làm bằng nước, nhưng mà Chúa Giêsu khi Ngài làm báp têm thì Ngài báp têm bằng Đức Thánh Linh cho hội thánh của Ngài. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là một công tác của Đức Thánh Linh khác biệt với và tiếp theo sau khi một người kinh nghiệm sự cứu rỗi. Công vụ chương 8 câu số 12 và câu 15 đến 16 ghi lại cho chúng ta:
Nhưng khi họ đã tin Philip, người rao giảng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jesus Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp têm. Và chúng ta đến với câu số 15-16. Hai ông đến nơi cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả. Họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu nhận báp têm mà thôi. Họ nhận báp têm nước ở tại đây. Thì chúng ta thấy họ đã chứng kiến phép lạ Chúa làm, nghe những điều mà Philip rao giảng Đấng Christ, rồi họ đã thấy và chứng kiến phép lạ mà Chúa Ngài đã làm xuyên qua Philip. Thì chúng ta thấy một cái điều hết sức là quan trọng ở tại đây là khi tin vui báo lên cho các sứ đồ còn ở lại Jerusalem, thì trong lúc hội thánh lúc bây giờ qua sự bắt bớ của Phaolô, hay là trước đó được tên là Saulơ đó, thì hội thánh của Chúa tan lạc, các sứ đồ thì còn ở lại Jerusalem. Philip khi ông cùng với những người tan lạc đó, khi ông đến thành phố Samaria, thì tại đó ông đã giảng Đấng Christ, rồi trong ơn quyền của Chúa ông đã chữa lành cho người đau, ông khiến cho họ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong sự chữa lành, và dấu kỳ phép lạ của Chúa đã xảy ra. Nhưng khi nghe tin này, rằng có đông người hay là cả thành Samaria đã vui mừng trở lại tin nhận đạo Chúa, thì các sứ đồ đã sai Phi-rơ và Giăng đến thành Samaria. Và chúng ta chú ý đến cái điều mà đối với các sứ đồ đây là việc rất là quan trọng. Khi đến nơi thì hai ông thấy một điều còn thiếu cho các tín hữu đã kinh nghiệm, đã thấy, đã chứng kiến dấu kỳ phép lạ của Chúa, kinh nghiệm sự cứu rỗi và đã được báp-têm nước. Thì hai ông tìm kiếm một điều, và khi thấy rằng còn thiếu thì hai ông đã đặt tay lên. Ông đặt tay lên thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy rằng khi ông đặt tay lên thì những người này họ đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Như vậy đối với các sứ đồ đây cũng là một điều hết sức là quan trọng mà họ muốn tìm thấy, vì chính họ đã kinh nghiệm điều đó. Và Công Vụ chương 19 từ câu 1 câu số 2 chúng ta cũng đã được thấy điều đó. Trong khi Apollo ở Corinto, thì Phaolô đi đường đến nội địa, đi đường xuyên nội địa đến Epheso, gặp một số môn đồ ở đó. Ông hỏi họ từ khi tin anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa. Đây là một cái điều mà sứ đồ Phaolô dường như ông đi đến đâu thì ông cũng muốn tìm thấy cái điều này. Vì đối với Phaolô, đối với Phi-rơ, rằng các sứ đồ, đây là điều mà họ biết phải có, vì Chúa Giêsu đã dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, đừng bắt đầu sự hầu việc Chúa, đừng bắt đầu vâng theo mạng lệnh sứ mạng vĩ đại. Trước khi họ ra đi, họ phải đảm bảo mình phải kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh là như vậy. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta mỗi người tin chân chính đều có Đức Thánh Linh, và chúng ta sẽ đắc thắng cũng như thắng được điều mà chúng ta bị thiếu hiểu biết chưa có đó. Đó là mỗi người con cái của Chúa, chúng ta phải được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Có một ý mà tôi xin anh chị em ghi khắc ở trong lòng của mình. Đó là mọi tín đồ chân chính đều có Đức Thánh Linh, nhưng không phải mọi tín đồ đều có phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đây là điều các sứ đồ tìm để giúp đỡ cho họ có cho bằng được. Xin Chúa Ngài cũng cho để nó sẽ là ưu tiên cho đời sống của chúng ta trong ngày hôm nay. Bởi vì kết quả cũng như những gì mà Đức Thánh Linh có thể mang vào cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta được Đức Chúa Giêsu nhận chìm chúng ta trong Đức Thánh Linh, Ngài bao phủ chúng ta bằng Thánh Linh của Chúa khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên chúng ta, đây là điều không thể thiếu. Và tôi tin rằng để chức vụ của anh chị em được kết quả, cho sự phục vụ, cho việc chúng ta phục vụ các anh chị em trong nhóm mà chúng ta hướng dẫn, chúng ta chăn dắt, cũng như trong công tác truyền giáo của chúng ta, đây là điều phải có. Rồi nếu không, cha không nhọc nhằn bảo tiên tri Joel phải tiên tri điều này trước đó. Rồi Đức Chúa Giêsu Ngài cũng không phải bận tâm trong việc nhắc nhở các môn đồ của Chúa. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy rằng cha đã định trước rồi. Đó là chúng ta phải nhận được cái lời hứa này của cha. Cho nên chúng ta thấy đây là điều rất là quan trọng đối với Đức Chúa Trời, đối với Chúa Giêsu, sau này đối với các sứ đồ và hội thánh của Chúa, hội thánh đầu tiên. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta sẽ kinh nghiệm. Và đây không phải là việc chỉ xảy ra trong cái giai đoạn của ngày lễ ngũ tuần hôm đó,
Nhưng mà chúng ta nhớ công vụ chương 19 chúng ta đã có lần đã được nhắc nhở một thời gian rất lâu, một thời gian sau này, thì chúng ta thấy ít nhất là hơn 40 năm xảy ra. Thì việc truyền giáo của Chúa trong cái vùng đó, thì chúng ta thấy rằng việc đảm bảo các cơ đốc nhân muốn trở nên những nhân chứng kết quả, những cơ đốc nhân đắc thắng, thì việc báp têm Đức Thánh Linh là điều không thể thiếu được. Báp têm bằng Đức Thánh Linh là một phần của sự sinh lại đúng đắn của cơ đốc nhân và sự tách biệt khỏi đời sống cũ. Như công vụ chương 2 câu 38-39, Phi-rơ trả lời là trong lúc ông đang giảng thì người ta la lên và hỏi làm chi để họ có thể được cứu. Thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phi-rơ đã trả lời với họ như thế này: hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em. Rồi chúng ta thấy, tức là những người đang có mặt tại đó, rồi cho con cháu của anh em. Cảm ơn Chúa cho họ và con cháu của họ, tức là các thế hệ, nhất là hai thế hệ kế tiếp, con và cháu. Rồi chúng ta thấy thêm nữa, đó là và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Anh chị em thấy đây là điều kéo dài. Thế hệ này sang thế hệ khác, kể cả các thế hệ của con cháu thuộc thể lẫn con cái thuộc linh, bởi vì cho anh em và cho con cháu của anh chị em, cũng như những người mà họ sẽ hướng dẫn đến với Chúa. Như vậy chúng ta thấy đây là điều quan trọng mà chúng ta phải tiếp tục kiên trì và trang bị, nói đến, giúp đỡ để tất cả mọi người đều được báp têm trong Đức Thánh Linh là như vậy. Cảm ơn Chúa. Thứ hai chúng ta thấy ở tại đây, nếu muốn bước đi ở trong sự đắc thắng, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ thuộc linh của mình. Đây là điều mà tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho để chúng ta học thật kỹ, để chúng ta có thể tận dụng phước hạnh này. Ma quỷ biết điều này, cho nên ngay từ thế kỷ đầu tiên thì chúng ta thấy rằng có một sự khai thác của ma quỷ khiến cho những người sử dụng ân tứ của Chúa bị lệch lạc, làm cho phải cần có một cái sự hoàn chỉnh. Và chúng ta cũng biết rằng Satan rất sợ khi chúng ta làm cái công việc này. Cho nên chúng ta thấy bằng cách này cách khác, và nó đã thành công trong một thời gian khá lâu, đó là nó sử dụng để những con người trong giáo hội đã nói phạm đến cái ơn này Chúa ngài ban cho. Và nguy hiểm hơn nữa đó là họ lại chụp cho những cái mũ, gọi những cái danh mà chúng ta thấy rằng thật là phạm thượng, thật là vô tín đối với sự trang bị siêu nhiên này từ nơi Chúa. Hậu quả là Satan đã thành công trong việc giữ hội thánh của Chúa ở trong cái chỗ yếu đuối, ngồi lạnh, và người ta cũng đã đi vào ở trong sự bội đạo. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được điều này. Đó là sau khi một người kinh nghiệm được báp têm Đức Thánh Linh như hội thánh đầu tiên, chúng ta thấy tất cả các trường hợp mà chúng ta được ghi nhận ở trong công vụ chương 2, trong công vụ chương 8, trong công vụ chương 10 và trong công vụ chương 19, thì chúng ta thấy rằng có một cái mẫu số chung là người ta nói một thứ ngôn ngữ khác. Người ta kinh nghiệm được sự ban cho một thứ ngôn ngữ khác. Chúng tôi chỉ trích dẫn một câu, một phần ở trong công vụ chương 10 câu 44 đến 46 để chúng ta thấy điều này. Đây là dấu xác nhận của Chúa cho các sứ đồ khi họ nhìn thấy điều này. Thì họ đã phấn khích vô cùng khi họ thấy điều này. Phi-rơ, xin lỗi, công vụ chương 10 câu 44 đến 46. Khi Phi-rơ còn đang nói, ông đang giảng cho gia đình còn nay đó, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Để ý các anh chị em, câu số 44. Các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng của Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ ở trên dân ngoại nữa. Câu 46, đây là điều xác nhận cho họ. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Đây là dấu xác nhận. Còn dân ngoại, những người không phải Do Thái đó, họ cũng kinh nghiệm cùng một cách, cùng một Đức Thánh Linh đã tuôn đổ ở trên họ. Họ thấy điều mà họ đã kinh nghiệm ở trong ngày lễ Ngũ Tuần. Cảm ơn Chúa. Không có thể họ kinh nghiệm được. Và họ cũng
gia nhập vào đoàn người, hiểu được, trải nghiệm được, thì thấy nó tuyệt vời và kết quả vô cùng. Cho nên khi thấy Thánh Linh của Chúa đổ xuống ở trên dân ngoại giống như Ngài đã đổ xuống ở trên họ, thì chúng ta thấy rằng họ đã kinh nghiệm và họ đã xác nhận điều này. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Giống như trong ngày lễ Ngũ Tuần, các sứ đồ dùng tiếng mới, dùng ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ học, và họ ca ngợi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, thì cả hội thánh bắt đầu nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Như vậy chúng ta thấy đây là việc rất là quan trọng. Chính cái việc nói các thứ tiếng khác đã thuyết phục Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng dân ngoại thật sự đã được báp têm ở trong Đức Thánh Linh giống như họ. Cảm ơn Chúa. Trọng tâm của phần này là việc nói các thứ tiếng khác. Một số điều mà chúng ta cần được nhắc nhở tại đây: cầu nguyện hay nói tiếng lạ cũng giống như cầu nguyện trong Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 14 cho đến câu số 15. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, từ câu 14 cho đến câu số 15. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì. Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, tôi cũng cầu nguyện bằng tâm trí. Tôi sẽ hát bằng tâm linh, nhưng cũng hát bằng tâm trí. Ở đây có một sự phân biệt. Khi chúng ta cầu nguyện trong tâm trí, tức là chúng ta cầu nguyện trong ngôn ngữ mà mình quen thuộc, ngôn ngữ chính của mình. Hay là khi chúng ta hát ở trong tâm trí, tức là chúng ta hát những bài thánh ca, những bài biệt thánh ca, những đoạn ca mà chúng ta biết ở trong ngôn ngữ mà mình thông thạo. Nhưng mà có một sự rõ ràng tại đây, sứ đồ Phao-lô nói đến ở tại đây, đó là tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh cũng như cầu nguyện bằng tâm trí. Cầu nguyện trong tâm linh thì chúng ta thấy rằng đó là mình cầu nguyện trong ngôn ngữ của Đức Thánh Linh. Và điều này nó là một cái sự phân biệt một cách rất là rõ ràng giữa cầu nguyện trong tâm linh và cầu nguyện trong tâm trí. Ông cũng nói đến khi hát đấy, thì tôi sẽ hát bằng tâm linh, hát ở trong Thánh Linh. Đây là những lúc mà chúng ta thấy rằng phát sinh ngay ở trong cái buổi nhóm, do sự hành động của Chúa mà chúng ta thấy rằng người ta bắt đầu hát ở trong tâm linh, hát ở trong Thánh Linh. Một khi bài hát chưa bao giờ được sáng tác, nhưng mà Đức Thánh Linh bắt đầu, Ngài tuôn đổ công việc của Ngài và hội thánh của Chúa bắt đầu hát ở trong tâm linh. Cảm ơn Chúa. Ông cũng nhắc là cũng sẽ hát bằng tâm trí. Như vậy chúng ta thấy rằng có một cái sự yểm trợ, hỗ tương và khác biệt giữa cầu nguyện ở trong tâm linh và cầu nguyện trong tâm trí. Giữa hát ở trong tâm linh hay là hát trong Thánh Linh và hát ở trong tâm trí của mình. Hai sự khác biệt rất rõ với anh chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa và hoan nghênh công việc mà Chúa Ngài đã mang đến và ban cho chúng ta một ngôn ngữ mới. Như Mác chương 16, Đức Chúa Giê-xu Ngài đã bảo đây là một trong những cái dấu lạ cặp theo những kẻ tin. Cảm ơn Chúa. Nó lạ thiệt. Cho nên chúng ta trong Mác chương 16 thì họ dùng tiếng mới mà nói. Và các phần còn lại thì sau này được gọi là tiếng lạ. Bởi vì nó lạ. Một ngôn ngữ họ chưa bao giờ học. Một ngôn ngữ mà khi sử dụng đó thì lý trí họ không hiểu. Nhưng mà có lợi ích. Đó là lý do tại sao chúng ta được khuyến khích sử dụng là như vậy. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện trong Thánh Linh nên là một phần không thể thiếu trong thời gian mà chúng ta cầu nguyện với Chúa. Mặc dù khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, chúng ta không hoàn toàn hiểu những gì chúng ta đang nói. Nhưng mà điều quan trọng là làm như vậy. Làm như vậy là khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, một số điều sẽ xảy ra với chúng ta thấy ở tại đây. Thứ nhất, chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 2. Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nói tiếng lạ hay là cầu nguyện trong tiếng lạ, chúng ta không nói với loài người, nhưng mà chúng ta nói với Đức Chúa Trời, cho nên không ai hiểu được. Bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, đây là ngôn ngữ trong Thánh Linh. Đây là sự ban cho của Chúa để chúng ta có thể khi bước vào
Và chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới là chúng ta đi thẳng đến, chúng ta nói với Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm được cái phước hạnh, đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta có thể trực tiếp nói với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa nếu anh chị em cảm thấy như lời cầu nguyện của mình không có ngọt ngào và mạnh mẽ. Thì một trong những điều mà chúng ta cần nắm bắt cái phước hạnh này, đó là khi chúng ta bắt đầu chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới, tiếng lạ, thì chúng ta lập tức chúng ta nói với Đức Chúa Trời, chúng ta tương giao với Ngài. Và bởi lời cầu nguyện đó chúng ta bắt đầu nói nên những cái điều mầu nhiệm ở trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện hay nói tiếng lạ mang lại nhiều lợi ích. Anh chị em, cho tôi nhấn mạnh đi, đây là lý do tại sao Satan đã chụp mũ, đã dùng nhiều người mệnh danh là các thần học gia, là những người trong hội thánh cho mình là chính thống. Họ nói xấu, nói bậy về công việc này. Lợi thứ nhất, khi bạn cầu nguyện bằng tiếng lạ, bạn xây dựng đức tin của mình. Cảm ơn Chúa, một phương tiện, một sự ban cho của Chúa rất là cần cho đời sống của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất 14 câu số 4, người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri xây dựng hội thánh. Ở chỗ này thì tôi thường hay nhắc nhở anh chị em và xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được. Đó là có những người mà tôi tạm gọi danh từ là anh hùng Rome. Nói tiếng lạ, mấy người nói tiếng lạ là xây dựng chính mình, cái đó là ích kỷ, đó là những điều không cần thiết. Tôi đó thì tôi tập trung vào để tiên tri, để xây dựng hội thánh của Chúa. Ý tốt. Nhưng mà nếu chúng ta cúp điện, nếu chúng ta không nhận được sức mạnh từ nơi Chúa, gây dựng chính mình một cách mạnh mẽ, chúng ta không có sức và cũng không có khả năng để chúng ta có thể tiên tri, để chúng ta có thể gây dựng hội thánh của Chúa. Như tôi thường nói, khi chúng ta thăm viếng hay là sinh hoạt trong hội thánh mà người ta cấm cho nói tiếng lạ đó, thì anh chị em cũng không bao giờ nghe nói về lời tiên tri ở trong hội thánh. Thậm chí họ còn nói tiên tri là điều cũng không cần thiết cho hội thánh ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm theo lời của Chúa dạy, thì chúng ta thấy rằng công việc nó mạnh mẽ, nó tấn tới. Còn chúng ta chối bỏ, chúng ta không sử dụng, hay là chúng ta theo những lập trường của con người do sự ảnh hưởng bàn tay lũng đoạn của Satan, thì chúng ta thấy rằng nó rối rắm. Trước, sau và đủ mọi thứ, chúng ta thấy rằng nó thiếu hụt vì chúng ta cúp điện, vì chúng ta cách với cái nguồn mà Chúa ngài bảo cho chúng ta rằng để chúng ta có thể mạnh mẽ. Người nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có muốn mình mạnh mẽ không? Có muốn đời sống của mình đắc thắng không? Hãy nhận và sử dụng một cách thường xuyên ngôn ngữ thiên thượng mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Giu-đe câu 20 thì cho chúng ta thấy một lợi ích khác. Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chẳng những mạnh mẽ, mà chúng ta còn xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, tâm linh của chúng ta kết nối trực tiếp với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 2 chúng ta thấy rồi, và tiếp tục với câu 14-15. Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Chúa Trời, Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. Câu 14-15. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí của tôi không nhận được kết quả gì. Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí. Tôi sẽ hát bằng tâm linh, nhưng cũng hát bằng tâm trí. Cảm ơn Chúa. Sư đồ Phaolô nói rất rõ tại đây. Cho nên chúng tôi cũng khuyến khích các anh chị em những ngày sau này vào học lời Chúa với chúng tôi. Thì xin anh chị em nhớ cái điều này rất là quan trọng. Cho nên Chúa ngài muốn trang bị cho chúng ta. Đừng để bất cứ ai xúi dục chúng ta bằng những cái tiếng nói của họ ảnh hưởng trên việc chúng ta gây dựng chính mình. Xin Chúa ngài cho để sẽ có một sự phóng thích, có một sự giải cứu để con dân của Chúa ở khắp nơi chúng ta đón nhận điều mà Chúa yêu thương của chúng ta, Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta, Đức Thánh Linh yêu dấu của chúng ta trang bị cho chúng ta, để chúng ta có thể mạnh mẽ
để chúng ta có sức của Chúa để chúng ta phục vụ. Nên hãy đón nhận ở trong ơn của Chúa và chúng ta sử dụng một cách thường xuyên. Vì kẻ nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa anh chị em có một điều khác mà tôi xin nhắc. Nếu chúng ta theo Chúa một thời gian tiếp xúc với những cơ đốc nhân mà chúng ta dùng cái chữ truyền thống, bởi vì họ cứ làm đi làm lại theo như những cái nghi thức cũng như những công việc của con người. Người ta lại dám bạo gan để tuyên bố, đó là ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, sứ đồ Phao-lô cấm nói tiếng lạ. Anh chị em, đây là điều mà cá nhân tôi trước đây đã mắc phải. Khi người ta nói với chúng ta luôn cả giáo sư Trần Kinh Thánh, người ta cũng thể nói sứ đồ Phao-lô cấm không cho nói tiếng lạ ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14. Thì lập tức, bởi vì chúng ta tin cậy những người đi trước và những người thầy của chúng ta. Chúng ta là dân tộc Việt Nam đó, thì chúng ta cũng có cái ảnh hưởng bởi Khổng giáo. Thì chúng ta coi cái vị trí của người thầy là rất là quan trọng. Và chúng ta đã có một cái điều rất quý, nhưng mà chúng ta áp dụng nó sai đó, thì chúng ta thấy rằng cái hậu quả của nó là vô cùng kinh khủng. Đó là một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Chúng ta trân trọng đến như vậy. Rồi những người này, mà nếu họ nói những cái lời mà nếu chúng ta không có sự phân biệt, chúng ta sẽ đón nhận lời của họ mà không còn thắc mắc. Và đây nó sẽ đem lại một ảnh hưởng lớn ở trên đời sống của chúng ta. Vì chúng ta bị cúp điện. Vì chúng ta đã ném bỏ điều để khiến cho chúng ta có thể gây dựng chính mình. Để chúng ta có thể gây dựng đời sống chúng ta trên nền tảng rất thánh. Đức tin rất thánh. Đó là chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta đắc thắng. Cảm ơn Chúa. Và khi anh chị em gỡ cái mắt kính mát đó ra, nó ảnh hưởng trên cái màu sắc mà chúng ta nhìn mọi sự đó. Chúa ngài sẽ cho chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, mục đích của sứ đồ Phao-lô viết những điều này để hoàn chỉnh hội thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Nói tiếng lạ là điều cần phải được hoan nghênh và không được ngăn cấm. Nhưng khi sử dụng thì có hai điều rất là quan trọng cần phải nhớ. Nói với Đức Chúa Trời thì không cần có song dài. Trong sự cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ, chúng ta gây dựng chính mình, chúng ta cầu nguyện ở trong tâm linh để chúng ta liên tục đến ở trong sự hiện diện của Chúa, thì đây là điều phước hạnh vô cùng. Nhưng khi chúng ta có một cái sứ điệp mà tiếng lạ đó cho hội chúng, họ không hiểu cái ngôn ngữ này, cho nên bắt buộc chúng ta phải có người thông giải. Nếu không thông giải thì chúng ta không nói với hội chúng được. Phải có sự thông giải. Cảm ơn Chúa. Lấy ví dụ để anh chị em thấy, nếu tôi bước lên bục giảng và hướng dẫn cho anh chị em trong ngày hôm nay, nếu từ bắt đầu cho đến bây giờ tôi nói một thứ ngôn ngữ không phải tiếng Việt, không phải tiếng Anh, mà anh chị em là những người thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình không hiểu gì hết. Cho nên nếu sứ điệp để giúp đỡ cho hội chúng thì phải có sự thông giải để người ta được lợi ích. Và sứ đồ Phao-lô đã kết luận Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, đó là chúng ta đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Vì đối với ông, đây là điều rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa. Người nói tiếng lạ không nói với loài người nhưng mà nói với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thứ ba, lợi thứ ba chúng ta thấy khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, chúng ta xua đi sự nghi ngờ do những lời dối trá của Satan tạo ra. Ê-phê-sô chương 6 câu 17 đến 18. Một trong những chiến lược mà ma quỷ có thể tấn công để đánh ngã chúng ta, đó là cái việc liên quan đến cầu nguyện trong Thánh Linh. Thì chúng ta thấy chúng ta phải mặc giáp trụ của người tín đồ để bảo vệ chính mình, để rồi chúng ta có thể tiến tới cái công việc mà lời của Chúa bảo chúng ta là hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Ê-phê-sô chương 6 câu 17-18. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức, cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cảm ơn Chúa có cái sự cầu nguyện trong Thánh Linh được nói đến ở trong chiến trận thuộc linh của chúng ta. Thứ tư, lợi thứ tư là khi bạn cầu nguyện bằng tiếng lạ, Đức Thánh Linh giúp bạn cầu nguyện khi bạn không biết phải cầu nguyện điều gì.
Roma chương 8 câu 26 cũng vậy. Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả được bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Có những lúc chúng ta không biết phải cầu xin điều gì cho đúng. Mà cảm ơn Chúa cũng đứng giúp đỡ chúng ta. Chúng ta bước vào trong ngôn ngữ thiên thượng. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới, trong tiếng lạ. Thì chúng ta thấy rằng đó là lúc mà Đức Thánh Linh Ngài dùng sự thở than không thể diễn tả bằng lời được mà Ngài cầu thay cho chúng ta. Kết quả thứ năm, khi bạn cầu nguyện bằng tiếng lạ, Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 27 kế tiếp. Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh. Vì Thánh Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ, đây là sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh giúp chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện tiếng lạ là điều mà chúng ta có thể làm suốt ngày và thường xuyên. Vì sứ đồ Phaolô, ông nói một điều mà xin những người chống đối và nói rằng Côrintô thứ nhất chương 14, sứ đồ Phaolô cấm nói tiếng lạ. Ông chỉ muốn hoàn chỉnh họ mà thôi. Ông nhắc nhở cho các anh em là những người quan sát và thấy cuộc đời của sứ đồ Phaolô sống ở giữa họ. Ông nói như thế này: cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói được các thứ tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. Cảm ơn Chúa. Ông xác nhận điều này như là một điều ông cảm ơn Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi nói được các thứ tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. Như vậy thì Phaolô, đây là điều mà ông trân quý và ông thấy được kết quả, cho nên ông nói nhiều hơn tất cả anh em. Cảm ơn Chúa. Nhiều hơn tất cả từ đây có nghĩa là ông đứng đầu, ông là người mà đi một cách chắc chắn và sử dụng sự cầu nguyện trong tiếng lạ, trong ngôn ngữ này thiêng liêng mà Chúa Ngài ban cho nên ông cầu nguyện nhiều hơn tất cả. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ không để bị chi phối, nhưng mà chúng ta sẽ thường xuyên, khi hoàn cảnh cho phép, thì chúng ta có thể cầu nguyện ở trong tâm linh, cầu nguyện trong tiếng lạ. Đây là điều rất là tuyệt vời mà chúng tôi có thể khuyến khích anh chị em. Khi chúng ta cầu nguyện ở trong tâm trí thì chúng ta không thể làm những việc khác cùng một lúc. Lấy ví dụ, khi chúng ta cầu nguyện trong tâm trí, chúng ta không thể vừa cầu nguyện vừa đọc Kinh Thánh được. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện trong tâm linh, là tâm linh của chúng ta nói với Đức Chúa Trời, trí khôn của chúng ta không có kết quả, hay là trong bản truyền thống của Kinh Thánh, truyền thống của chúng ta, đó là tâm trí của chúng ta lơ lửng, nó không có làm việc. Có lần tôi đã chia sẻ cho anh chị em mà nhắc đến điều này. Có một cuộc nghiên cứu về những tín hiệu của não bộ của chúng ta. Thì người ta đã mắc những cái sensor vào ở trong đầu của một người để quan sát. Thì họ khuyến khích người đó cầu nguyện ở trong tâm trí. Thì trên màn hình là não bộ của người đó đỏ rực, tức là nó hoạt động. Nhưng khi họ chuyển sang cầu nguyện ở trong tiếng lạ, thì não bây giờ không làm việc nữa, mà nó đổi thành màu xanh. Có nghĩa là tâm linh chúng ta tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời, chứ không phải tâm linh của chúng ta phải dùng ngôn ngữ như là một cái chiếc áo hay là một cái phương tiện để chúng ta thưa với Đức Chúa Trời. Nhưng mà tâm linh chúng ta đi thẳng đến với Chúa. Điều này giúp ích rất là nhiều đây anh chị em. Cá nhân tôi vừa đọc Kinh Thánh, tôi vừa cầu nguyện trong tiếng lạ hay là nói tiếng mới. Và cảm ơn Chúa, cái phương hành khác cá nhân tôi kinh nghiệm, đó là khi vừa đọc Kinh Thánh, vừa cầu nguyện trong tiếng mới hay là tiếng lạ đó, thì có một sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh để chúng ta có thể hiểu lời của Chúa một cách trong sáng và rất là sâu nhiệm. Và lúc đó công việc của Đức Thánh Linh, Ngài cầu thay, Ngài giúp đỡ cho chúng ta trong cái môi trường đó, thì bao nhiêu sự mặc khải của Chúa có thể đến với chúng ta. Lợi ích mà những người không hiểu đó, hay là chưa kinh nghiệm, sẽ không bao giờ hiểu cho đến khi chúng ta sống với những điều này, chúng ta mới thấy kết quả ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện tiếng lạ như vậy là điều mà chúng ta có thể làm suốt ngày. Khi tôi lái xe, khi tôi đọc Kinh Thánh, khi tôi
làm những công việc. Như tôi nói với anh chị em trong 2 tuần trước, có những lúc là khi tôi đang lái xe đưa nhà tôi đi đâu đó, thì khi chúng tôi không có nói chuyện mà nhà tôi đang có nguyên điều gì đó ở trong trí, thì tôi lập tức bước vào ở trong sự cầu nguyện trong Thánh Linh. Nhà tôi hỏi, anh đang nói cái gì? Tôi nói, không, anh đang cầu nguyện. Anh chị em, vì tôi muốn tận dụng tất cả những cái thời giờ mà mình có thể có được đó để gây dựng chính mình. Thì tôi không biết là người sắp đến tôi tiếp xúc, cái nhu cầu kế tiếp là gì. Nếu trong trường hợp như thấy một cái người em mà khi nãy tôi kể lại rồi, đến và vì xạ trị đã mất hết cái khả năng của 2 lỗ tai để có thể nghe được. Và anh nghe một cách rất là giới hạn bởi 2 cái ống nghe. Thì lúc đó tôi không nói, tôi ở đây nghe, chờ tôi đi tìm cái chỗ tôi cầu nguyện để gây dựng chính mình một cách mạnh mẽ, hay là chờ tôi đi kiêng ăn cầu nguyện rồi tôi sẽ trở lại phục vụ anh. Không, những yêu cầu nó đến với chúng ta một cách bất thình lình, cho nên chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng gây dựng chính mình một cách mạnh mẽ, sẵn sàng để được đưa vào sử dụng bất cứ nơi nào, lúc nào mà cánh cửa cơ hội được mở ra. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi còn một điểm khác nữa để chia sẻ với anh chị em mà tôi cảm nhận rằng thời lượng của chúng ta bị giới hạn ở trong ngày hôm nay. Nên xin phép chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Thứ tư tuần tới chúng ta sẽ học tiếp. Đó là nếu chúng ta muốn bước đi trong sự chiến thắng, chúng ta phải liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ giải thích cái ngộ nhận về việc chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh và việc chúng ta liên tục được đầy dạy Thánh Linh. Thì khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt và cái kết quả của nó cũng rất là quan trọng. Nguyện xin Chúa ngày ban ơn để chúng ta sẽ tập trung vào 2 điều mà chúng ta được nhắc nhở ngày hôm nay. Nếu muốn có một đời sống đắc thắng và kết quả, chúng ta phải đảm bảo mình được báp têm Đức Thánh Linh. Thứ hai, nếu chúng ta muốn đắc thắng thì chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ thiên thượng, ngôn ngữ ban cho của Chúa khi chúng ta được báp têm trong Đức Thánh Linh. Để chúng ta nói tiếng mới, để chúng ta nói tiếng lạ, để gây dựng chính mình và nhiều cái phước hạnh cặp theo như chúng ta vừa mới được nhắc. Chúa ngày ban ơn trên chúng ta trong thời gian này. Rồi xin mời anh chị em chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Và chúng tôi xin được phép được cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này, để mỗi người trong chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài. Vì Chúa nhưng muốn thấy đời sống của chúng con là đắc thắng, là kết quả. Vì Chúa Giêsu đã xác nhận với chúng con, ấy không phải chúng con chọn Ngài, mà Ngài là chọn và lập chúng con để chúng con đi và kết quả hầu cho trái của chúng con thường đậu luôn. Ngài muốn chúng con làm những nhân chứng quyền năng cho Ngài. Cho nên Ngài đã ban cho những cái Đức Thánh Linh giáng trên các con. Các con sẽ nhận lấy quyền phép mà làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria cho đến khắp cùng trái đất. Cảm ơn Chúa, chúng con tạ ơn Ngài vì kinh nghiệm này. Và chúng con cũng xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con sẽ tận dụng, sử dụng phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho một cách đầy lòng tin thường xuyên để chúng con gây dựng chính mình. Cho xin giúp đỡ, xin tháo gỡ hết tất cả những điều mà chúng con đã bị nhồi nhét ở trong tâm trí của chúng con, để chúng con sẽ lòng rộng mở đối với phước hạnh này mà Chúa Ngài dành cho chúng con và trang bị cho chúng con, để chúng con gây dựng chính mình, để chúng con mạnh mẽ, chúng con đắc thắng ở trong ơn của Ngài. Và Chúa, chúng con xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con vì những sự thiếu hiểu biết trước đây. Chúng con đã từng nói phạm đến phước hạnh này và sự trang bị này của Chúa, mà quả là chúng con yếu đuối ngồi lạnh. Nhưng cảm ơn Chúa vì lời của Ngài có thể thay đổi chúng con và giúp cho chúng con, để chúng con là sẽ gây dựng chính mình một cách mạnh mẽ, để được Chúa Ngài đặt chúng con vào trong đoàn quân đầy quyền năng của Chúa trong những ngày cuối rốt này, như hình ảnh mà tiên tri Ezechiel đã cho thấy, đã viết lại cho chúng con điều mà Chúa đã cho ông thấy, để từ những bộ xương khô rất khô ở trong trũng của hài cốt có thể trở nên một đạo quân lớn mạnh mẽ cho Ngài. Chúng con muốn làm thành viên trong đội quân đó. Xin ban phước trên chúng con, trên hết thảy anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa.
Và chúng con thưa với Chúa rằng là Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Và giờ đây chúng con muốn công bố cho tất cả mọi người. Và để Chúa ngài có thể thấy tấm lòng của chúng con. Cho dấu chúng con cảm ơn Chúa, trân quý, trân trọng, đón nhận sự ban cho của Chúa để chúng con có thể gây dựng chính mình ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin làm ơn giúp đỡ để hết thảy anh chị em của chúng con trong hội thánh VBC Houston tại đây, các con cái đầy tớ của Chúa ở khắp nơi vào cùng học lời Chúa với chúng con đều sẽ trải nghiệm được sự trang bị này của Chúa để chúng con mạnh mẽ, vững vàng, đắc thắng cho Chúa. Chúng con cảm ơn ngài, tặng Chúa với chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy gây dựng chính mình mạnh mẽ để chúng ta sống một cách đắc thắng cho Chúa ở trong ơn của Chúa. Hãy nhận sự trang bị của Chúa để chúng ta có thể làm nhân chứng đầy quyền năng của ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta sẽ gặp lại ở trong buổi học kinh thánh tuần tới vào tối thứ tư tuần tới. Chúa ở cùng và ban phước cho anh chị em trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chào đắc thắng trong Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.